Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe ô tô Chevrolet Colorado sản xuất năm 2015, số tự động 2 cầu, máy dầu. Xe sử dụng động cơ 2.8, máy dầu. Về tình trạng thân vỏ chiếc xe thì bên em đã kiểm tra qua và khẳng định cam kết với quý anh chị 100% là xe không đâm xô, biến dạng, ô tô và kính vừa đèn. Máy số là nguyên zin. Xe đăng ký tên tư nhân. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp. Xe màu xám lông chuột và được trang bị thêm nắp thùng thấp. Toàn bộ về chiếc xe, thân vỏ bên ngoài thì cốp trước, cốp sau, cánh cửa, cabo đều là chỉ zin và kính đèn zin theo xe. Và đặc biệt chiếc xe này khá là đẹp, lốp sơ cuồn chưa chạm đất. Toàn bộ vỏ lốp ở theo xe khá là dày. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Đây là toàn bộ cái thân vỏ phía bên ngoài và cánh cửa, khe hở, cabo, cốp trước cốp sau khá là đều. Địa chỉ cửa hàng bên em là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, hoặc quý anh chị có thể gõ Google Maps đến bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Toàn bộ đèn pha của chiếc xe đây, đèn pha là nguyên bản từ đầu, và đặc biệt là các cái mặt ca lăng này, đèn bi xi lông hai bên này, hậu này, toàn bộ đèn gầm hai bên, đèn pha khá là đều nhau, và cabo vuông vắn sơn zin nên là rất là bóng. Kính đèn là zin theo xe, không có dấu hiệu bị rạn nứt. Đây là cái lốp của chiếc xe, lốp toàn bộ khá là dày nên là quý anh chị mua chiếc xe này về không phải lo về phần lốp. Lốp em sẽ quay cho quý anh chị xem la răng đúc này. Toàn bộ lốp khá là dày và đẹp. Và đặc biệt là cái phần lốp sơ cu phía sau của chiếc xe đây chưa thèm rơi chạm đất đâu, chưa sử dụng lần nào nên là quý anh chị yên tâm, một chiếc xe khá là đẹp và xuất sắc đấy ạ. Đây là toàn bộ cái phần gầm phía trước của chiếc xe. Phần gầm này, phần bướm khá là đẹp và không có dấu hiệu bị móp méo. Máy thì khá là khô. Đây là toàn bộ cái phần thùng phía sau. Và bác chủ trước độ thêm quả ti đây, thủy lực và ốc. Cốp sau là nguyên zin. Phần lót thùng khá là đẹp, không có dấu hiệu bị chảy xước, móp méo. Đặc biệt là các cái phần ốc này, đinh bấm, đinh dập đều là nguyên bản hết từ đầu. Ốc chưa tháo lắp đâu quý anh chị ạ, ốc đèn này. Đấy. Xe được trang bị thêm nắp thùng thấp. Đây là toàn bộ về phần nội thất bên trong của chiếc xe. Nội thất bên trong của chiếc xe này thì được trang bị ghế da rất chi là đẹp. Toàn bộ ghế da màu kem. Vô lăng cổ số đều là nguyên bản và không có dấu hiệu bị mòn. Hai bên vô lăng khá là mới và đẹp. Tích hợp vô lăng đều hoạt động khá là tốt. Đây là cái cần nắm số của chiếc xe khá là mới và đẹp. Và xe được trang bị cầu điện, 2 cầu đây ạ, núm cài cầu điện của chiếc xe. Toàn bộ là xe, đánh giá tổng thể là một chiếc xe đẹp. Và xe thì được bác chủ trước trang bị thêm màn hình này, camera giám sát hành trình này. Toàn bộ hàng ghế phía trước này, khá là mới và đẹp. Đường gân ghế và rất chi là căng. Toàn bộ tay nắm cánh cửa đây, toàn bộ chỉ đều là nguyên zin. Và các cái thông số kính thì đều là của hãng GM hết và năm sản xuất 2015. Bậc lên xuống của chiếc xe khá là mới và đẹp. Toàn bộ các cái cột này, ốc đều là nguyên bản. Và khóa bản lề đều sơn zin, đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Đấy. Chiếc xe khá là hoàn hảo. Cột đây, cột sơn zin hết toàn bộ quý anh chị ạ. Cột sơn zin 100%. Đây là toàn bộ hàng ghế phía sau của chiếc xe. Hàng ghế phía sau thì khá là mới và đẹp. Trần thì nguyên bản từ đầu. Trần khá là mới và nguyên zin. Vô lăng bóng khí nguyên zin hết từ đầu. Quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm các dòng xe bên em vừa mới về. Đây là toàn bộ cánh cửa, tay nắm mở cửa, cánh cửa bên lái phía sau đây ạ. Hai cánh cửa bên lái. Và đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe. Khá là đều nhau và đều là zin hết 100%. Toàn bộ các cái phần chỉ cứ đều là nguyên bản, không có dấu hiệu bị đâm xô. Sơn zin toàn bộ, ốc khóa bản lề nguyên zin. Đây là toàn bộ các cái phần ốc khóa, sơn. Hàng ghế phía sau em nhìn thấy mới quá, nhìn thực tế nó còn mới hơn trong TV quý anh chị ạ. Em nhìn thực tế nó còn đẹp và rất chi là mới. Với một chiếc xe mà sau 6 năm sử dụng còn khá là mới, xe nhập nguyên chiếc đấy ạ. Sơn zin hết toàn bộ đây. Tay nắm mở cửa lòng trong sơn zin hết toàn bộ. Các cái đường gân chỉ đây. Đinh bấm đinh dập của nhà máy là nguyên zin. Kính thì đều là kính của hãng GM hết rồi. Kính của nhà máy. Không có hàng kính tàu vào đây đó. Vâng, và đây là phần đầu và phần máy của chiếc xe. Về phần đầu thì tem mác phần đầu này nguyên zin hết toàn bộ ốc này. Đấy. Nguyên zin hết, quý anh chị yên tâm. Bên em khẳng định cam kết với quý anh chị mang đến cho quý anh chị những chiếc xe đẹp, không có đâm xô biến dạng ô tô và kính về đèn. Nếu mà quý anh chị nào đến xem phát hiện ra đâm xô tai nạn, bên em bồi thường 50 triệu. Quý anh chị yên tâm về chất lượng. Đây là toàn bộ phần phanh ABS, sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Với một chiếc xe 6 vạn mà cổ xả nó khá là sáng đây. Toàn bộ thông số máy này, ốc nguyên bản. Và sau 6 năm sử dụng mà máy sáng và phần nhựa rất là đẹp. Máy dầu sử dụng động cơ 2.8 thì cực kỳ tiết kiệm, 67 lít 100 cây. Vâng, đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây. Máy nổ rất là im, không có dấu hiệu bị rung lắc. Toàn bộ động cơ máy dầu đang hoạt động. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Chevrolet Colorado sản xuất năm 2015, số tự động, bản LTZ, số tự động 2 cầu. Chiếc xe bên em khẳng định với quý anh chị và các bạn, đây là một chiếc xe đẹp, không đâm va biến dạng ô tô và kính và đèn. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc mời các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng bên em là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video gần nhất.